Ok, và đầu này mình sẽ phân tích để bạn hiểu rõ hơn. Mình thường bắt đầu với nước tốt vua. Ở đây là thế phòng thủ Pháp. Mình sẽ sử dụng thế phòng thủ King Indian Attack để đấu với thế phòng thủ Pháp. Wow. Lên mã. Ở thế phòng thủ Pháp thì quân tượng này, quân tượng ở C8 sẽ bị đóng ở trong. Ở đây thì trắng đã đẩy tốt để có thể đi tượng. Kim mã. Trắng lên tượng và nhập thành thôi. Ở đây thì mình sẽ phải lấy tượng để ăn lên. Vì nếu lấy mã ăn lên thì trắng sẽ đen sẽ đổi hậu. Xe ăn sang và trắng đen sẽ bắt con tốt này. À, lên tốt. Ở đây chúng ta thấy là đen bắt đầu tấn công ở cánh hậu. Đen không đổi mà lại lên hậu. Mình sẽ lên tốt và phát triển tượng lên ô B2. Mình sẽ lấy man. Lên xe sẽ hay hơn là ra xe đây. Chịu thua. Vậy là mình chiến thắng.